Hello, rồi xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chuỗi video chia sẻ kiến thức về nông nghiệp miễn phí của nông nghiệp 365ngày.com nhé. Thì chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình sẽ nói và chia sẻ cùng tất cả quý vị và các bạn về cái việc chúng ta sẽ xác định cái thời điểm để chúng ta tưới cây cà phê. Thì như các bạn đã biết thì cái việc mà chúng ta xác định thời điểm tưới thì nó có một cái vai trò hết sức khá là quan trọng. Vì nếu như mà chúng ta tưới đúng thời điểm thì hoa của cây cà phê chúng ta sẽ bung một cách đồng loạt, do đó mà yếu tố năng suất sẽ được nâng cao hơn bình thường. Là chúng ta tưới nếu như mà không đúng thời điểm thì hoa nở không đều, và cà chúng ta sẽ có cái hiện tượng là nở hoa lác đác và sau đó là chín cũng lác đác, không tập trung. Thì nó gây ra rất là nhiều cái yếu tố bất lợi, như là chúng ta phải đi thu hoạch, thu bói này, lác đác, rất là tốn công. Đấy, thì tất nhiên là trong video này thì mình sẽ chỉ nói theo cái kinh nghiệm cá nhân mình thôi nhé. Còn ý kiến của các bạn thì các bạn vui lòng đóng góp cho mình thông qua việc các bạn xem video, sau đó các bạn có thể để lại bình luận dưới video của mình. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung chính nhé. Thì ở đây là một cái cành cà phê này. Thì cái vườn này thì mình đã mới tưới rồi. Đấy. Thì khi mà chúng ta để mà xác định cái thời điểm mà chúng ta tưới sao cho nó nở hoa đồng loạt á, thì các bạn phải dựa vào cái kinh nghiệm là chủ yếu. Mình thấy những bậc tiền bối chuyên gia làm cà ấy, thì kinh nghiệm của họ rất là cao. Đấy, và họ năng suất của họ rất là cao, và cây của họ sau thu hoạch thì không có hiện tượng bị suy. Đấy. Như cái vườn này của mình thì trước mình cũng có chia sẻ cái công thức bón phân của mình cho các bạn tham khảo. Đấy. Cái cà này của mình là phải 30 năm rồi ấy. Gần 30 năm hoặc là trên rồi ấy. Cái vườn này thì ra thì cũng mua lại thôi. Mình cũng không phải là người trực tiếp trồng, cho nên là mình không biết thời gian nó được tầm bao nhiêu cụ thể chính xác. Đấy. Thì để mà xác định cái việc chúng ta sẽ xác định thời điểm tưới ấy, thì các bạn dựa vào cái nụ hoa đây này. Đấy, có nghĩa là khi mà nó cương như cái mỏ chim sẻ thì các bạn có thể tưới. Thứ hai ấy, là dựa vào cái độ héo của lá cây này. Như cái vườn này của mình thì có thể ép thêm được khoảng một tuần nữa. Tuy nhiên thì mình tưới luôn để kịp đón Tết. Đấy, công việc thì nó cũng nhiều lắm các bạn ơi. Làm không xuể được. Đấy. Thì ở cái thời điểm nếu như mà các bạn thấy cái hoa như vậy thì các bạn có thể tưới được rồi nhá. Tưới như vậy là tỷ lệ bung của nó cũng đạt trên 80%. Đấy. Giống như cái vườn này của mình thì cũng vậy thôi. Vườn này của mình cũng có nhiều loại cây khác nhau, như cây này đến thời điểm hiện tại nó mới chỉ như thế này. Có nghĩa là khả năng phân hóa mầm hoa của nó cũng chưa hoàn toàn là tốt. Có nghĩa là như cái cây này thì các bạn nên ép thêm và chưa tưới được. Tuy nhiên thì đối với mình thì cái cây này nó, các bạn nhìn cái tán của nó này khá là yếu, cho nên là mình tưới luôn, mình không có ép cho nó thêm làm gì, để nó suy cây về sau thì cũng không tốt cho lắm. Đấy. Thì cái này là cái quan điểm của mình nhá, các bạn có thể làm khác, miễn là cách làm của các bạn hiệu quả thì các bạn có thể bỏ những cái lời chia sẻ của mình sang một bên. Ok. Đấy, như cái cây này thì khả năng phân hóa mầm hoa của nó cũng chưa có đạt tốt. Đấy, có những cành nó ra như thế này thì các bạn nên ép thêm nhé. Mình cũng nói rồi, mình tưới để ăn Tết cho nên là mình không ép thêm được. Một cái để các bạn dựa vào để mà chúng ta tưới sao cho nó nở hoa đồng loạt á, các bạn dựa vào độ ẩm trong đất, ngoài độ héo của cây và cái
sức cương của nụ hoa ấy, thì các bạn dựa vào độ ẩm của đất. Thì thông thường thì độ ẩm của đất, cái này thì phương pháp này thì nó xác định hơi là hơi bị khó đối với những người nông dân chúng ta. Đấy. Thì cái phương pháp này để mà nói thì các bạn phải mang đi tích, cho nên là mình cái này chúng ta bỏ qua nhé. Mình sẽ chỉ nói về cái kinh nghiệm bằng mắt thường của mình, có nghĩa là dựa vào cái độ héo của lá cây, thứ hai là cái sức cương của nụ hoa ấy. Đấy. Nếu mà các bạn thấy cây nó héo thì chúng ta phải tưới ngay, mặc dù nếu như hoa của nó chưa phân hóa đến mức tối đa thì các bạn cũng phải tưới ngay, không là cây nó sẽ bị chết và suy cây sau này thì nó tốt cho nó. Cứu cây trước chứ đúng không? Hoa hòe gì, cây mà chết rồi thì còn đâu nó mùa hoa mà hòe. Sau này thì nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng đậu trái non, có nghĩa là rễ nó bị thối nhiều quá rồi thì nó ảnh hưởng. Sau này quá trình phục hồi của nó khá là kém. Thì khi mà nó đậu trái non ấy thì các bạn sẽ bị hiện tượng rụng trái non nhá. Đấy, thì chúng ta buộc phải tưới ngay nếu như mà cây của chúng ta đã cương rồi, là cây mà đã héo đến mức phải ấy. Đây, gốc cà già của mình. Cây này thì bị vàng lá thối rễ, nó cũng lâu năm quá. Các bạn thông cảm nhé. Vì nếu mà quay thực tế tại vườn như vậy mà mình mà không chỉnh sửa được ấy, thì mình hay nói lan man. Các bạn xem những cái bộ phim mà các bạn xem hậu trường phim thì các bạn biết rồi. Họ quay và chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại rất nhiều, quay đi quay lại rất là nhiều, không phải đơn giản đâu, đúng không? Đấy. Thì mình chỉ mong các bạn thông cảm. Đây là một cái cây. Cây này khá là vẫn còn sung, cây này phải ép thêm 2 tuần nữa vẫn ok. Đấy. Đây là vườn mình ở đây thì mình hai vườn, một vườn là nó hơi bị xấu, còn vườn này tương đối tốt. Cái vườn xấu thì mình đang cho ghép cải tạo. Đây. Hoa này nếu như các bạn không tưới sớm thì cây này nó hơi bị ấy, cháy hoa luôn, nó có hiện tượng cháy hoa luôn đấy. À, nói thêm về cái vấn đề cho bà con nào muốn ép, có nghĩa là chúng ta dùng bằng phân bón để ép ạ. Mùa này nếu như mà sau khi thu hoạch xong các bạn tiến hành rửa vườn cho mình bằng các loại thuốc như là Tin Super, Anvin, Mancozet hoặc là ngốc đồng nhé, bọc đô càng tốt, hoặc là đồng đỏ, cốc 85. Đấy, các bạn rửa vườn bằng những cái thuốc đấy cho mình, rồi sau đó là khoảng một tuần sau thì các bạn xịt cái 10-60-10 để nó cây nó phân hóa mầm hoa. Đấy. Để nó phân hóa mầm hoa tức là cái sức cương của nụ này nó sẽ tập trung đều hơn. Đấy. Như cái vườn này của mình thì mình cũng không có xịt đâu, bận quá nên là làm không kịp. Mình thì không có ở nhà làm cái vườn này, để người nhà, để em làm. Đấy. Các bạn thấy không? Như những cái cây này mà chúng ta mà không tưới sớm thì cái này nó sẽ bị héo. Cây này nó phân buồn cười. Hoa này nó dễ bị cháy hoa lắm. Hoa này nó nở không bao giờ được 100% đâu. Yếu. Cây yếu. Các bạn đi thăm xung quanh cái vườn của mình một tí thì cà của nhiều bậc tiền bối thì sẽ tốt hơn, đặc biệt là những vườn cà tơ. Nếu như mà mới bắt đầu vào kinh doanh từ năm thứ 8, 10 các bạn nhìn cái vườn nó rất là lực, thì bình thường thôi. Còn cái vườn này của mình là trồng từ khuya lâu, vườn này phải đạt gần 30 năm mà. Đấy, mà các bạn biết là cái chu kỳ kinh doanh của một cây cà phê nó tầm, nếu mà năng suất chúng ta khai thác năm nào đều thì nó rơi vào tầm khoảng 30 năm là cùng. Cao lắm thì 40 năm, mà 40 năm thì năng suất nó sẽ giảm. Đấy, như những cái cây này các bạn phải tưới ngay nhá, nó héo rồi đấy. Cây này thì buộc phải tưới ngay. Hoa nó cũng phân hóa
tương đối ổn định. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc lại một lần nữa này. Có nghĩa là các bạn dựa vào độ héo của lá cây. Có nghĩa là nhìn những cái lá nó héo như thế này ấy, thì các bạn tưới ngay. Và thứ hai, cái điểm thứ hai để chúng ta dựa vào việc chúng ta xác định thời điểm tưới ấy, là cái sức cương của cái nụ hoa này này. Có nghĩa là nó cương như cái mỏ chim sẻ. Các bạn hình dung như vậy thì chúng ta tưới ngay, buộc phải tưới ngay. Còn cái phương pháp thứ ba là dựa vào độ héo, độ ẩm của đất, cái đấy thì không nói nữa. Đấy, cây này của mình cũng dễ bị nhiễm cái bệnh rỉ sắt. Các bạn thấy không, cái lá này. Đa số những cây mà nhiễm rỉ sắt thì nó dễ bị héo nhanh hơn. Vì cái bệnh ấy nó gây hại làm lá cây rụng nhiều. Khi mà lá nó bị rụng nhiều ấy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng quang hợp cũng như là mọi quá trình tổng hợp các chất dinh dưỡng. Đấy. Thôi, có lẽ là mình dừng video ở đây thôi. Thì đây có lẽ cũng là video cuối cùng của năm 2019 đối với những người theo lịch âm ha, đón Tết ta ha. Đấy, thì bước sang chuẩn bị thêm năm mới, bước sang năm mới. Thì mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những khán giả yêu quý của Nông nghiệp 365 ngày. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Một năm vừa qua thì chúng tôi cũng có những cái làm được và những cái không làm được, chưa làm được. Có nghĩa là chưa làm được chứ không phải là không làm được. Thì rất mong là sang năm mới này sẽ nhận được sự đóng góp của quý vị nhiều hơn. Đấy, các bạn cứ mạnh dạn để lại ý kiến cho mình. Chúng ta đừng có ngại, đừng có giấu. Còn nếu mà biết thì cũng đừng có giấu. Cho đi thì các bạn sẽ mới nhận lại được nhiều hơn, đúng không? Chứ cái gì cũng giấu giấu. Nhiều khi như phim như kiếm hiệp như nó phải giấu nhiều, nó thất truyền mất. Đấy. Nhiều thứ nó bị mai một mất đấy. À quên, nói đến cái vấn đề chính là chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Năm mới thì đặc biệt đối với những người nông dân làm cà phê hoặc là bất cứ một loại cây trồng nào khác thì một năm mới bằng 10 năm cũ. Mùa xuân phơi phới làm ăn tiến tới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.